cái này mấy cái này cũ cũ lòng là toàn là lòng 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 là cũng cũ thấy bộ vàng nói gì lòng thôi các loại chuyện sao đâu của Việt Nam mà sao cái nàng đó. Cái này nha, nàng dạng nàng dây sắn dây thần vậy. Nàng sắn dây thần. Còn là hàng hi dữ không? Dạ không có hẹp nhà bè. Nó mua của thằng kia. Đây, lòng thịt nhà bè. Là sắn. Anh em nhìn ý cái nàng nha. Nàng này nàng toàn nàng sắn không? Nguyên cái nhà ngốc. Chị sao nổi đây lòng đất nè anh em, lòng đất Trung Quốc nè đó. Nhà không, đồ nhựa không à, rồi cái bồn cống cũng đẹp ha, quá đẹp anh, con khỉ kéo lên cũ. Wow. Nó Quảng Châu làm của bạn bên Singapore để công làm đẹp không, quá trời đẹp sắc nét như... đồ chơi bỏ năng lóc chơi này đóng chỉ cái vấn biết liền cái này nhìn là nó thấy rối đĩa luôn. Trời ơi cống này một bộ một hộp này mười mấy bộ mười mấy bộ lòng chịu không nổi. Trời ơi không có cái lòng nào mà không dính ngà vô. Chết. Đây bên đây nhà nữ ơi. Nè. Quá trời. Này cũng đẹp. Này con Dũng lấy con sĩ. Quá. Vào. Này của Châu là hồi xưa. Nguyên cái lòng này lòng châu chạm lan nè, nguyên bộ luôn nè anh em. Còn con cái nó cũng quan lâu, ngồi dưới đây. Cái này mới đẹp rồi, lòng con Trung Quốc cũ hồi xưa. Bộ này mấy chục năm. Nào, con dế, thêm dế không? Đây, dế. Trời ơi, đồ coi là chục lăn lóc ở bên ngoài. Ôi ơi, đây. Đây những cái này là những cái mà hàng thường anh dục ở ngoài nha anh em. Ôi ôi. Bỏ lăn lóc nằm trên, còn giải thì thôi khỏi nói. Cờ cúc này đầy. Lòng mà bỏ lăn lộn nằm cù lăn lóc cho đây. Yeah. Bỏ tầm đá hổ. Anh cào đều. Chụp này có tầm đá hổ. Nó tiêu vào đó tầm đá hổ. Đây. Đó, nhỏ tầm đá hổ. Còn... Cái bộ cống này mới đẹp. Quá dữ. Quay cái dàn chim rồi này coi. Ba bốn chiến. Nó cũng nghiệp rồi. Thật chỗ đẩy không có đẩy vậy. Wow.
lần này á không có cái nào mà rẻ tiền hết, mà ảnh bỏ bù lăng bù lóc ở ngoài luôn không ơi, để từ lơ vô trong này luôn. Trời ơi lòng nó toàn là không có cái nào mà rẻ tiền. Oh, wow. Rồi còn cái cũ, con cái này là à, cái này cũng đặc biệt lắm. Cái này là ba bốn cái gì khác lạ, làm năm 80 tới giờ cũng mới làm cái lồng lên. Bộ chân này làm năm 80. Ông chú ông mới chết năm ngoái, ông chú mới làm mấy món này lại. Bây giờ nên cái lồng. Tích của bên Thành Đô. Đánh hồng. Được. Không dám nuôi chim luôn. Ê, cho anh coi cái lồng này, lấy vô rồi. Cái lồng vô như vậy này hả? Wow. Cái lồng cho chim ngủ. À, lồng cho chim ngủ. Wow. Rất là đẹp nha. Lồng này lồng cho chim ngủ nha anh em. Dạ. Lồng này của Trung Quốc đúng không? Dạ, Trung Quốc. Tổ cho mấy chim quý á. Dạ. Yeah. Wow. Quay cái dàn chim này ra. Đây, nhìn cái dàn chim không là tôi muốn bệnh luôn. Đây, đây anh em, cái dàn chim này. Trời ơi, thấy là muốn lặn người trên sống rồi. Trời ơi, đó, dày cỡ như vậy á. Chơi rồi, anh chơi. Anh nuôi. Nhìn cái dàn chim lặn lùng trên gió thì mà luôn sạch sẽ lắm em, thấy không? Dạ, không dơ luôn. Ôi ôi, anh em thấy sao? Rửa mắt chưa? Tôi ở đây tôi còn sống ngọt đây. Ôi ơi, sạch sẽ lắm em. Đẹp thì cũng biết thì. Lòng, nhìn lòng cái nào cũng không chịu nổi. Rồi, ở ngoài trước nè. Mi à, mi à, mấy con mi nó đẹp lắm á, con gái là mắc tiền lắm á. Wow. Cái này nè, 70-80 năm nè, lòng mi này nè, đó nhìn lòng mi nè, chịu sao nổi. Ôi 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 ôi, đây lòng mi đó anh em, chết người hết. Đi sao đại là lùi đạn xét à, có lùi đạn xét không? Dạ có phải cho liếu cho rồi. Mình dễ liếu. Đây đó, lùi đạn xét anh nè. Nó là biệt danh lựu đạn sét, thì anh em sẽ khuyên là biết. Con lựu đạn sét này bữa nay cái chân nó hồng quá anh. Trắng luôn, chân trắng thì vẫn còn chơi tốt, vẫn còn đẹp. Wow, đây, đây, nàng tiên. Đó, wow, đẹp quá đi. Ôi ơi. Tốt. Một bà muốn cơm, hai bà con. Thương. Làm xưa còn giá trị của bạn bè tặng.
Bóc bi rồi. Bi. Thường, lắm mình thường thôi. Quá vậy. Rồi thấy người già không đẹp quá. Quá nhìn còn đẹp mướt. Đẹp hơn con cũng không nói gì. Rồi rồi, này bổi. Ở đây như không có nữa. Ừ. Có bệnh có bao con luôn. Nó con chanh nhỏ. Nó là con bi thôi. Rồi nó giữ 6 cái năm. Nó sơn lại. Quá trời quá đất. Anh này là muốn cắt lại lòng, muốn lòng gì? Muốn làm gì hãy liên hệ em Bun nha. Cái này là giảm thọ vô cương nè. Dạ. Không là thường của nó là giảm thọ vô cương nhưng mà nó là cũng cái màu đó. Màu của anh cái đó. Nhưng cái này là đẹp. Cái này là cũng giữ là mỗi lần 10 năm. Ủa đó mua bên Hồng Kông. Dạ. Nè cái thống này thống cũ. Có bốn cái Sài Gòn tôi lấy hết rồi. Tôi mua xưa. Làm giám đốc mà thời gian để mà chăm chim về anh em thấy đuối không? Tôi thấy đuối. Làm được quanh bên bơi. Cũng mới sơn lại. Tôi sơn được đẹp không? Anh làm đúng không? Tôi sơn cũng gì vậy nha, nhanh nhanh xí dữ rồi. Ủa con chim gì nhốt ở trong cái gì làm dưới này nha. Con quanh nhưng mà nó không chịu tha lâu, nó nuôi cả năm trời không chịu tha lâu. Quanh cổ đỏ. Quanh cổ đỏ. Wow. Đẹp quá. Chó ngọt. Ôi. Gặp anh là chó ngọt. Con mấy cái lồng tứ xương mới đẹp. Mà mắt nó nhỏ nhỏ ở trong coi. Chút xíu à. Lồng tứ xương. Wow, tức xương này mất tiền quá. Đẹp quá. Cái kèo, cổ kèo. Lòng tứ xuyên. Ừ. Trè già. Lục giác anh nó lục. Dạ. Trè già lắm quá. Để nuôi khuyên để bàn. Này nuôi con mấy con để bàn. Công nhận Trung Quốc người ta mê cái áo nhìn cũng sướng mắt. Còn cái gì cũng gặp lòng nó coi anh thọ lùng á. Không chịu nổi. Còn là ăn độc không? Dạ độc con trâu nè. Nói cho là trâu làm nguyên cái. Trâu thì lục chim. Chết rồi, chuyện sao nổi đây. Đó, anh em nhìn thấy sao? Quá, trâu là. Cái clip này về mà up lên là hơi bị lâu. Có mấy cái bố lũng cũng đẹp, tôi cũng thích chơi bố lũng đó. Đẹp quá đi. Nè, cái bố lũng cái gì, cái gì ông quỳ đảo quỷ, rồi bố lũng thằng bé cấp bắt cá, rồi cái bố lũng bố bạn, tôi có cái lồng nhỏ độc lắm, nó muốn tiêu rồi ta, kiếm được muốn tiêu rồi, để nó không nhớ rồi. Lòng đây không chịu nổi. À, làm cái xuyên người ta mua Hà Nội 1,5 triệu đẹp dễ sợ không? Lòng xinh dễ. Hả? À, lúc bán Hà Nội ai cũng chê nó rửa đầy. À, giờ làm gì có? Quá trời. Còn anh hàng.